Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, thì không hành sắc hiền bày hay không hiền bày, không hành thọ tưởng hành thức hiền bày hay không hiền bày, không hành nhãn hiền bày hay không hiền bày, không hành nhĩ tỷ thể thân ý hiền bày hay không hiền bày, không hành sắc hiền bày hay không hiền bày, không hành thanh hương vị xúc pháp hiền bày hay không hiền bày, không hành nhãn thức hiền bày hay không hiền bày, không hành nhĩ tỷ thể thân ý thức hiền bày hay không hiền bày, không hành sắc tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành thọ tưởng hành thức tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành nhãn tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành nhĩ tỷ thể thân ý tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành sắc tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành thanh hương vị xúc pháp tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành nhãn thức tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành nhĩ tỷ thể thân ý thức tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành bản tánh của sắc thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành bản tánh của thọ tưởng hành thức thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành bản tánh của nhãn thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành bản tánh của sắc thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành bản tánh của thanh hương vị xúc pháp thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành bản tánh của nhãn thức thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý thức thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành bản tánh của sắc hiền bày hay không hiền bày, không hành bản tánh của thọ tưởng hành thức hiền bày hay không hiền bày, không hành bản tánh của nhãn hiền bày hay không hiền bày, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thể thân ý hiền bày hay không hiền bày, không hành bản tánh của sắc hiền bày hay không hiền bày, không hành bản tánh của thanh hương vị xúc pháp hiền bày hay không hiền bày, không hành bản tánh của nhãn thức hiền bày hay không hiền bày, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thể thân ý thức hiền bày hay không hiền bày, không hành bản tánh của sắc tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành bản tánh của thọ tưởng hành thức tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành bản tánh của nhãn tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thể thân ý tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành bản tánh của sắc tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành bản tánh của thanh hương vị xúc pháp tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành bản tánh của nhãn thức tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thể thân ý thức tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, không hành bản tánh của sắc viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của thọ tưởng hành thức viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của nhãn viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thể thân ý viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của sắc viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của thanh hương vị xúc pháp viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của nhãn thức viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thể thân ý thức viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của sắc thuộc quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, hiền bày hay không hiền bày, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của thọ tưởng hành thức thuộc quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, hiền bày hay không hiền bày, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của nhãn thuộc quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, hiền bày hay không hiền bày, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thể thân ý thuộc quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, hiền bày hay không hiền bày, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của sắc thuộc quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, hiền bày hay không hiền bày, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của thanh hương vị xúc pháp thuộc quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, hiền bày hay không hiền bày, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của nhãn thức thuộc quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, hiền bày hay không hiền bày, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly, không hành bản tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý thức thuộc quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, hiền bày hay không hiền bày, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành được như vậy thì mau viên mãn pháp trí nhất thiết. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, các Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, không nương tựa vào sắc, không nương tựa vào thọ tưởng hành thức, không nương tựa vào nhãn, không nương tựa vào nhĩ tỷ thiệt thân ý, không nương tựa vào sắc, không nương tựa vào thanh hương vị xúc pháp,